Em này là hoa hậu nhập các bạn này. Và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh mua bán xe cũ của mình. Bác nào quan tâm đến cái mẫu xe ngập tràn công nghệ, số tự động bản phun máy dầu thì cùng mình đi hết video này. Và cũng xin trân trọng giới thiệu với các bạn, bên mình mới về em Hyundai Santa Fe. Em này sản xuất năm 2009, lăn bánh lần đầu năm 2010 đấy các bạn này. Một chiếc xe chỉ nói về đẹp thôi. Một chiếc xe nói không với lỗi các bạn nhé. Khi mua bán sẽ được cam kết bằng văn bản. Và riêng em này máy mình sẽ bảo hành cho các bạn 3 tháng. Máy gầm đại chất, không hơi thừa, không khói. Một chiếc xe đẹp xuất sắc đang chào đón các bạn. Bác nào yêu thích cái mẫu xe được mệnh danh là ông vua máy dầu thì cùng mình khám phá xem nó có đẹp từ chất lượng cũng như giá thành hay không. Về tổng thành của chiếc xe thì các bạn ngắm nhìn này, một cái form dáng của cái mẫu xe 7 chỗ, một cái bản xe gọi là xe nội địa bên Hàn. Bao giờ cũng vậy, nhìn nó long lanh cành đào và cái màu đen nó là một trong những cái màu được các bạn mua nhiều nhất các bạn nhé. Và cũng không cần giới thiệu thì các bạn cũng biết Hyundai Santa Fe là một cái mẫu xe hạng sang, một cái mẫu xe khi chiếc xe này của những năm 2009-2010 lúc đó kinh tế chưa phát triển như bây giờ thì cái giá trị chiếc xe này nó rất đắt đỏ các bạn này. Và bây giờ em nó giá bên mình đang chào bán tại cửa hàng chỉ có 368 triệu thôi các bạn này. Và chiếc xe này mình mua được của một bác chủ, bác này là những người có điều kiện về tiền bạc cũng như là xe đẹp bác ấy rất nhiều và biển đẹp bác ấy cũng rất nhiều. Bác ấy đã, mình đã hỏi ý kiến rồi, bác ấy bảo nếu ai có nhu cầu sử dụng thì bác ấy tặng luôn cái biển này 85699 các bạn nhé. Còn các bạn muốn rút hồ sơ ra tên thì mình sẽ hỗ trợ các bạn. Theo như mình cái biển VIP này, mình cũng đang thích cái biển này đấy các bạn này. Đấy, Hyundai Santa Fe chưa bao giờ hết hot các bạn nhé. Một trong những cái mẫu xe là liềm yết cao của rất nhiều bác tài được ngồi sau bô lăng của em nó, được lái thử những chiếc xe như thế này. Và bạn nào là lần đầu xem kênh của mình thì đừng quên đăng ký để bên mình liên tục cập nhật những cái mẫu xe mới về gửi tới quý anh chị và các bạn. Và lốp dép của em nó đây các bạn này, còn trên 80% từ cái cua lốp của em nó đây, không lỗi lầm gì các bạn nhé. Mua về sẵn đi, những cái đường chỉ chạy dọc thân xe căng đét, những cái đường bí mạch rắc ranh với các cánh cũng như ba đợt sốc trước sau liền lạc. Như bản trước mình giới thiệu, khi mua bán sẽ được cam kết bằng văn bản một chiếc xe nói không với lỗi. Và cái bản này được gọi là bản mờ lấy các bạn này. Mình quay rất kỹ các bạn nhé. Các bạn có thấy có ai quay video quay kỹ như mình không? Đấy, lốp còn trên 80%. Đấy, đèn là đèn zin nguyên bản theo xe hết các bạn này. Đấy, mình đi sẽ đi bao giờ vậy, đi đủ vòng quanh một lượt đủ 360 độ để các bạn kiểm tra xem em nó có lên xem video và có tiếp tục xem cũng như là có lên mua hay không. 2.0 nhiên liệu ăn hợp lý các bạn nhé. Mình đi rồi, nếu như mình đi mà đi ít mà bà hợp chân ga đi đường bằng thì mình đi nó loanh quanh nó chỉ tầm 7 lít thôi. Nếu mà đi đủ đông đủ người cũng như bật đủ 3 vùng cửa gió điều hòa thì chắc nó khoảng tầm loanh quanh 8 lít quay đầu thôi các bạn này. Cái nội thất của dòng Hyundai Santa Fe thì không cần phải giới thiệu, các bạn biết đây là một cái mẫu xe sang được đầu tư rất nhiều và nhất là được sản xuất tại Hàn thì cái chất liệu của em nó đạt chuẩn quốc tế các bạn nhé. Keo chỉ zin hết các bạn này. Và em này nội thất ghế da là zin các bạn nhé. Đấy, táp lô đồ nhựa lau lánh lên tất cả đấy các bạn này, từ cái chán táp lô này. Và em này được trang bị điều hòa ô tô các bạn nhé. Và một chiếc xe chạy nhiều chạy ít các bạn để cái phím còi này. Đấy, và trần này, trần như mới các bạn nhé. Bản thủng lốc các bạn này 2.0, số tự động và có cả hộp lạnh để các bạn đi đường dài để nước cho nó mát, uống cho nó sướng này. Có sấy sưởi hai hàng ghế các bạn này, có 3 vùng cửa gió điều hòa và ốc bản đề bên phụ cũng như bên lái các bạn này chưa chạm cả lê tháo lắp gì. Nói chung đây nó là hàng tuyển rồi các bạn nhé. Giá mình công khai và chất lượng thì xe thì các bạn đang xem, bác nào thấy hợp lý về chất lượng cũng như về giá cả thì liên hệ ngay cho mình để sở hữu em nó, một siêu phẩm Hyundai Santa Fe. Và các bạn ngắm nhìn cái lòng trong cánh cửa này, chưa có một giọt sơn nạ nào, táp lô đồ nhựa như mới các bạn nhé. Cái dòng này tuy rằng sinh năm 2009, các bạn nhiều khi cứ chê là đời sâu, nhưng của những cái năm đấy cái xe nó một tài sản lớn cho các bác cái giữ gìn, giữ như giữ sơn các bạn ạ. Đi rất ít, chấp thanh niên bây giờ 2009 mà xe chạy có hơn chục vạn thôi các bạn ạ. Đấy các bạn đấy này, nội thất này, nội thất zin theo xe nó mới hạng xịn các bạn nhé, trần như mới các bạn nhìn này, nội thất này, một chiếc xe đẹp đẽ từ trong ra ngoài thơm phức các bạn nhé. Chơi cái đồ cổ là phải chơi đẹp các bạn ạ. Cửa gió hàng ghế thứ hai và sấy ghế hàng ghế thứ hai đây các bác này.
368 triệu cho một siêu phẩm Hyundai Santa Fe bản phun máy dầu mờ lấy các bạn nhá. Một chiếc xe gầm sáng choang đấy các bạn này. Em quay mình chả xấu giếm gì. Và đặc biệt ở bên mình không dùng hóa chất tẩy rửa. Một chiếc xe đã qua sử dụng thì nó phải có chỗ trắng, chỗ đen, chỗ vàng. Khi còn tẩy trắng hết lên thì nó chỉ đẹp mắt thôi. Xong các bạn về dùng thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều về tôn thép. Và đèn trước, đèn sau, đèn zin hết các bác này. Và từ cái chữ nó còn nguyên. Quay video thì cứ nói chính về xe thôi, không cần phải khoe, không cần phải quảng cáo. Đây là cái lọ, đây là cái chai làm gì cả. Các bác mua xe này chắc chắn là các bạn phải tính toán. Nếu các bạn không thích Santa Fe thì khi các bạn chỉ cần nhìn thấy mình quay, các bạn cũng lên đừng nên bỏ qua, các bạn xem ủng hộ mình nhá. Đấy, đinh đố này, ốc nhái bản nề này. Bác nào mà chốt được, cần bất cứ những cái hình ảnh cận cảnh cứ alo trực tiếp cho mình sẽ gửi đủ cho các bạn nhá các bạn này. Đấy. Đẹp không này? 2009 lăn bánh lần đầu năm 2010. Có hàng gió, hàng ghế thứ hai. Và đây các bạn để ý này. Một chiếc xe hàng ghế thứ ba đây. Cảm giác như chưa có người ngồi, người ta chưa lưng lên bao giờ đây, từ cái thảm đấy các bạn này, nó như mới khét luôn. Đấy. Mình đã kiểu này, các bạn nhìn này. Như mới cực kỳ luôn. Một chiếc xe cái dòng này chạy nó sướng các bạn ạ. Tôn thép nó dày, nó được sản xuất tại Hàn cho nên là các bạn yên tâm về chất lượng luôn. Sơn xi bóng như chủ tịch, một cái mẫu xe hạng sang, một cái form dáng đến bây giờ vẫn chưa lỗi mốt đây các bác này. Kênh chậu ô tô số 1 Hồng Mê Linh của bên mình hiện giờ về rất nhiều xe các bạn ạ, có cả một em 2004 cũng là màu đen này, giá tiền nó trên 100. Đấy, táp ly đổ nhựa đây. Thời tiết nó đang nắng, mình quay chắc chắn nó sẽ không được đẹp như các bạn đến xem thực tế đâu. Các bạn đến xem thực tế thì em nó còn đẹp hơn. Vì nắng quá nên cái hình ảnh nó sẽ bị lóe các bạn này. Nó sẽ không được nhìn, nó không được lét căng. Và cửa hàng bên mình mặt đường quốc lộ 2 thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhé. Cách sân bay Nội Bài 10 cây số. Cách nhà máy sản xuất Toyota Honda Việt Nam chỉ có 2 cây số thôi. Rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị và các bạn. Cửa hàng mình sát chân đèn xanh đèn đỏ ngã ba đầu đường 100 Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc. Khoảng 200m hướng đi thành phố Vĩnh Yên. Anh em quan tâm đến cái mẫu xe ngập tràn công nghệ, một cái mẫu xe bản phun mây dầu thì đừng có bỏ qua video này. Đấy, ốc nhái bản nề đây, phía bên lái đây các bạn này, chưa chạm clear tháo lắp gì, tem mác nó còn nguyên họng khóa sáng trắng. Và một chiếc xe chạy nhiều chạy các bạn để từ cái cao su này, chân ga, chân phanh. Và cái cánh lái đây các bạn này, chữ nghĩa nó còn nguyên. Đấy, táp ly này. Không có một ngòi bút nào có thể là tả hết. Dòng này thì nó là ngập tràn công nghệ được. Tả mỏi mồm không hết công nghệ các bạn nhé. Không thiếu một cái chiếc lăng gì. Và để không mất nhiều thời gian các bạn, để các bạn này, kiểm tra luôn cái phần máy của em nó này. Mình dám khẳng định với các bạn, tại sao mình bảo hành máy? Vì chiếc xe này nó full lịch sử bảo dưỡng hãng các bạn nhé. Mình quay bằng một cái máy bình thường. Đây các bạn này, không dùng tai nghe để các bạn cảm nhận được cái tiếng nổ động cơ. Bình thường là phải dùng tai nghe hoặc là dùng thiết bị can thiệp. Nhưng em này là máy dầu mà lổ như máy xăng đấy các bạn này. Đấy, máy lổ êm chưa các bác? Không dùng tai nghe các bạn nhé. Lổ trần luôn các bạn đến nghe thì còn êm hơn khi trong máy này. Cụ giảm sóc máng nước bên lái này, bên phụ này. Cũng như cái giằng đầu đấy các bạn này. Tem mác nó còn nguyên. Lắng quá mình quay nhanh một chút các bạn ạ. Khả năng sắp xây lắng rồi. Máy lổ vẫn như máy xăng các bạn. Ốc nhái bản nề này. Không thiếu gì. Cam kết các bạn không hơi thừa, không khói, máy gầm đại chất, máy có bảo hành. Full lịch sử bảo dưỡng hãng. Đấy, mở ra có một chút hơi thừa, kiểm tra luôn đó các bạn này. Chỉ bắn dầu lên nó bẩn máy thôi. À, các bạn nhìn này, không một chút hơi thừa, chút khói các bạn nhé. Cái dòng này mở ra mà như quạt chả, như tàu điện nó vứt đi. Siêu phẩm đang chào đón các bạn, bạn nào quan tâm đến cái mẫu xe đại chất, máy lổ như máy xăng, đi mượt như máy xăng. Thì alo cho mình, cửa hàng mình là thành phố Phú Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.